À, chú Di ơi, chú ngủ nghĩ sao về Lê Dũng vô va bị lệnh truy nã khẩn cấp của nhà nước rồi đây em. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt. À, khi mặt bằng bắt được cái người này thì các bạn đưa về ủy ban dân gần nhất hay là trụ sở công an gần nhất đó, xong rồi alo số điện thoại gì đó ngoài ngoài Hà Nội á, lính lính công được nhiêu tiền thì không biết nha. N10 TV bênh vực anh vụ côn đồ kéo tới nhà kia. À, thì cái thằng N10 TV nó phản động mà, nó lớp 7, nó thừa nhận nó lớp 7. Nhưng mà ít ra đó thì thật ra trong nhiều thằng phản động á thì thằng này nó cũng phản động vì tiền thôi, chứ nó cũng chưa bố láo lắm bằng mấy phản động kia. Mấy phản động kia nói chuyện mất dạy lắm mày ơi, đúng không? Nhưng mà phản động này thì nó cũng nói chung là nó, nếu mà mình không xét về yếu tố phản động, đúng không, thì nói chung là chuyện nó làm nó kiếm tiền thôi à. Mày nó được cái đó ai không phải nói gì là binh đó nha ba. À, tôi không bao giờ tôi binh phản động hết á, mà tại vì bạn nói vậy thì tôi cũng có chút suy nghĩ. Anh thấy tình hình Biển Đông hiện nay thế nào? Theo anh có cách nào làm cho Trung Quốc cách nào làm Trung Quốc bá quyền không anh? Gì? Theo 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 anh gì? Theo anh có cách nào làm Trung Quốc bá quyền không anh? Mày khùng hả mày? Tự nhiên tao là người Việt Nam mày hỏi tao câu anh có cách nào làm cho Trung Quốc bá quyền không anh? Mày hỏi vậy sao trả lời? À, Bangkok lọt top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới kìa, thành phố Hồ Chí Minh mày tự hào nằm ở vị trí nào? Nói chung Bangkok nó như thế nào tao không biết. Nhưng mà kêu tao bán nhà ở Sài Gòn đi mà qua Bangkok ở tao không làm. Đó là quan điểm của anh. Còn cái thứ hai nữa đó, tao mấy mấy thằng lưu vong ở nước ngoài nói tiếng Việt á, tao thấy nó nhắc tên thành phố Hồ Chí Minh với Sài Gòn nhiều hơn chứ nó không nhắc tên Bangkok nhiều hơn. Đâu mà lý giải tao vấn đề này coi. Hy vọng là mấy em hiểu được cái câu đam này của anh nha. Cái câu đam này của anh nó phải có trình nó mới hiểu mấy bạn. Yếu yếu hiểu không được nha. Anh Di ơi, không có Trung Quốc thì Mỹ có làm cha châu Á không anh? Hỏi ý kiến Nga trước. Không có Trung Quốc thì cứ hỏi ý kiến thêm Nga nữa nha. Một tháng làm 7 triệu sao để phát triển sự nghiệp anh? Đi mua TikTok ở động gì à? Đi mua Vietlott em. Đi mua Vietlott nha. Anh Duy ví dụ em có 10 tỷ mua nhà, làm giấy tờ vay ngân hàng 7 tỷ, mua nhà, lấy giấy tờ nhà vay tiếp ngân hàng mua nhà tiếp, theo anh kinh doanh được không anh? Không. À, mày mày có 10 tỷ mày mua cái nhà rồi, rồi mày xong mày làm giấy tờ mày vay ngân hàng được 7 tỷ đúng không? Thì mày mua thêm một cái nhà 7 tỷ nữa thôi, tới đó dừng, hết vay được nữa rồi. Chứ không phải là mày cứ vay 7 tỷ xong rồi mày ra nhà mới xong rồi mày vay tiếp 7 tỷ mà ra nhà mới, không phải vậy nha. À, anh Duy ơi, em mượn từ ngân hàng xong mua lại ngân hàng thì em là chủ nợ hay con nợ với anh? Chắc chắn không được. Không bao giờ mà mượn tiền ngân hàng để mua lại ngân hàng được, chuyện này chưa thấy trong lịch sử tài chính thế giới em. À, cô Hằng dù gì cũng là một người phụ nữ bình thường, mạng xã hội đúng là con dao hai lưỡi, chuyện đó rõ ràng. À, anh Duy ơi, quan niệm của anh như thế nào về việc hai người bạn chơi rất thân với nhau nhưng khi người kia có bồ thì quay lưng với người còn lại? Đó có chuyện bình thường, hai người bạn chơi thân nhưng mà có bồ rồi thì người ta đi chơi với bồ người ta thôi chứ làm sao mày, thân thân chứ có ngủ chung được không? Đã, quan trọng là bồ ngủ chung được nha. Vì ủng hộ chị Hằng tới cùng rồi chơi phải men nè chứ em, đúng không? Đã ủng hộ thì ủng hộ tới cùng chứ không lẽ ủng hộ nữa được. Đó, nói chung mấy thằng fan ba mùa, mấy thằng fan hai mùa mưa gì đó thôi dẹp hết đi, chơi là phải men, đúng không? Chơi là phải cứng. À, hôm qua giờ nhiều người ủng hộ chị Hằng trên TikTok lắm anh Di biết không? Nói chung ủng hộ trên TikTok không chưa đủ em, tại vì bây giờ cái mặt trận mà chị Hằng sắp phải chiến chiến đấu đó là mặt trận pháp lý chứ không phải là mặt trận truyền thông nữa. Mặt trận truyền thông là thắng đẹp rồi, nên bây giờ mấy em muốn ủng hộ chị Hằng thì mấy em phải từ cái mặt trận truyền thông tụi em ủng hộ mặt trận pháp lý nữa thì mới được chứ. Chứ giờ lướt TikTok ủng hộ bằng cái mỏm ủng hộ gì, giờ nó còn những vấn đề khác nữa chứ. Ủng hộ pháp lý là sao giờ anh không biết làm sao luôn đó, chưa kiện cáo bao giờ thì phải giúp cho chị Hằng tìm ra chứng cứ này nọ, những cái bằng chứng có lợi cho mình trong vụ kiện. Chứ hôm qua là bà giàu bà kiện ngàn tỷ rồi đó, giỡn đâu. Bà Lê Thị Giàu đòi chị Hằng bồi thường 1.000 tỷ anh thấy sao? Đâu bây giờ em thấy sao chứ, anh thấy thế nó quá ảo em. Em thấy sao đâu, em nói rồi chứ anh thấy cái vụ này nó ảo quá. Chị Hằng giải tán Đại Nam chắc gì cũng sắp giải tán BBT. Ủa, liên quan quá, liên quan quá. Nó có hai vấn đề. Thứ nhất, mày tưởng giải tán Đại Nam dễ lắm không mày? Rồi cái thứ hai á, đúng không, cái thứ hai Đại Nam ở Bình Dương, BBT ở Sài Gòn đó. Trước khi BBT ra đời đã có Đại Nam, và BBT ra đời thì Đại Nam càng phát triển. Nói chung là BBT và Đại Nam là phát triển song song và độc lập, cùng nhau đóng góp cho sự phồn thịnh của đất nước Việt Nam. Đam tiếp đi con, yếu quá à. Tao giờ đi lại chạy ngoài đường tắm biển phà phà, không biết ai đó ở đâu giờ ngồi trong nhà chở vợ con đi shopping. Tại vì mày méo có nhà thì mới chạy ra được, đúng không? Còn bây giờ cái câu mà chở vợ con đi shopping là mày đang nói ai? Đang nói tao hay đang nói mày? Đó,
Nếu mà mày đang nói tao á thì là mày tán vô mỏ mày câu trước rồi, câu trước mày mới nói mày đang cà khịa tao ở trong nhà rồi. Còn cái nếu mà mày nói mày á, mày nói mày chở vợ con mày đi shopping đó, đâu mày đưa mặt vợ con mày lên tao mới tin đó, đúng không? Mày nói là chở vợ con đi shopping phải được, mày phải đưa mặt vợ con mày lên tao mới tin, rồi sau đó mày phải show up cho tao số dư tài khoản tao mới tin mày có tiền đi shopping đó. Còn không á là mày là thằng xạo DOG vậy thôi. Có phải chị Hằng sắp nghỉ và rút khỏi dư luận không anh? Anh nói thì anh không có dám dự đoán về tương lai của chị Hằng, đúng không? Anh cũng không có biết em, anh cũng theo dõi tình hình để coi tối nay chị Hằng có like hay không. Chứ cái vụ này dạo này anh rất ít thông tin các bạn. Dạo này từ có một số cái biến cố này nọ kia nên thấy nó khác khác. Và chị Hằng live stream thì cũng với một cái cách live khác, cái lịch nó cũng khác luôn nữa. Và Facebook thì nó bị khóa rồi bị lóc rồi bị gì tùm lum la hết á. À, mình trung lập nhưng thấy chị Hằng bây giờ nhìn xót quá thì bạn có thể nào giải thích cho bạn cho mình và những người theo dõi chương trình ở đây á, là hai chữ trung lập của bạn nên hiểu thế nào không? Tức là hai chữ trung lập của bạn á, là giờ hai bên đấu nhau sứt đầu mẻ trán kệ mẹ hai bên, bạn đứng giữa bạn cười hả hay là như thế nào? Tôi chưa hiểu lắm cái chữ trung lập nó. Thì Duy đã trả lời một cái bài phỏng vấn rất là lâu rồi, trên cái gần tháng rồi, trên trang VN News gì đó, trên trang VN News 24 giờ dưới trên trang Sài Gòn Daily á, người ta hỏi á, là tại sao anh lại ủng hộ chị Hằng. Thì anh nói rằng trong cái sự kiện của chị Hằng trên mạng xã hội với ông thằng Y gì đó thì nó có ba cái luồng quan điểm: một là binh chị Hằng, hai là chống chị Hằng đó, ba là bàng quan kệ bà. Thì các bạn cho dù như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng là gì, cũng dính trong một trong ba cái trạng thái đó thôi chứ không khác được. Thì bây giờ binh với chống thì cái đó rõ ràng là không bình luận, nhưng mà cái trạng thái bàng quan kệ bà này đó, cái trạng thái bàng quan kệ bà này mới là cái đó đáng cần phải bình luận đó. Vậy thì á, bàng quan kệ bà đó thì hiểu các bạn làm sao đó. Có thể nói là cái chuyện đó không liên hệ tới tôi, không liên quan tới tôi, not my business, kệ bà, không quan tâm. Nhưng mà cái chuyện kệ bà ở đây á, kệ bà trước một cái hiện tượng của xã hội, đúng không các bạn? Kệ bà trước một cái hiện tượng của xã hội là cái vấn đề có lừa đảo hay không có lừa đảo, có trục lợi không có trục lợi, nó có vi phạm pháp luật hay không vi phạm pháp luật, thì cái vấn đề đó là sao là bàng quan được. Nó đối với tôi á thì tất cả mọi chuyện nó phải tuân thủ đúng pháp luật đó. Nếu mà ai làm sai pháp luật thì phải bị xử lý, mức độ nhẹ thì là xử lý hành chánh, mức độ nặng là xử lý hình sự. Chứ cái chuyện lừa đảo, lợi dụng uy tín, lợi dụng niềm tin của những người khác để mà trục lợi, để mà lừa đảo thì cái hành vi đó làm sao có thể tồn tại trong một xã hội mà cái tính thiện nó luôn được ưu tiên hàng đầu các bạn. Nên tôi cũng không hiểu lắm cái chữ trung lập của bạn, nên cái chữ trung lập của bạn mà cứ nói rõ đi, trung lập là sao? Trung lập của bạn có nói là ừ mọi chuyện để pháp luật giải quyết hay là như thế nào không, hay là thôi kệ chuyện liên quan tao coi như cái biến xã hội có coi cho nó vui, hay là như thế nào? Anh nghĩ gì về cô giàu tố cô Hằng bồi thường 1.000 tỷ không anh? Anh đề nghị em viết hoa chữ cô giàu và viết hoa luôn chữ cô Hằng. Tại vì anh đọc báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua đó thì anh thấy cái chuyện mà chị Giàu, đúng không, đâm đơn kiện chị Hằng vì lý do là chị Hằng xúc phạm chị Giàu, làm chị Giàu cảm thấy bị tổn thương về tinh thần đó, tổn thương về tinh thần và đâm đơn kiện đó. Thì tới đây thì cũng dễ hiểu, tới đây thì cũng dễ hiểu, đó là rõ ràng là nó tuân thủ pháp luật thôi, cũng có gì để bình luận, đúng không các bạn? Nhưng mà cái vấn đề bình luận ở đây là số tiền 1.000 tỷ, cái số tiền 1.000 tỷ mà bắt cho chị Hằng bồi thường, thì cái việc này đối với Duy Nguyễn là nó ảo quá, nó quá ảo đó. Phải chứng minh được, đúng không, phải chứng minh được qua cái lời nói của chị Hằng mà làm cho chị Giàu bị thiệt hại 1.000 tỷ, bị thiệt hại 1.000 tỷ thì mới có thể chơi được. Còn không á thì hôm qua là Duy Nguyễn đọc cái tin đó, Duy Nguyễn thấy này á nó đánh về truyền thông là chính, chứ còn không phải là cái vấn đề 1.000 tỷ, mà là có số 1.000 tỷ nó lớn quá thì sẽ có rất là nhiều báo chí, có rất là nhiều YouTuber người ta dùng cái số 1.000 tỷ để người ta giật tít lên. Đó là cái cú đánh về truyền thông, cái cú đánh về truyền thông với mục đích là khiến cho chị Hằng cảm thấy choáng váng và dư luận sẽ đổi chiều. Tất nhiên đó là sự Duy Nguyễn nằm mơ, Duy Nguyễn thấy vậy thôi nha, chứ còn thực tế như thế nào thì vẫn phải để người trong cuộc, vẫn phải để bạn mới nghe một phía là chị Giàu, thì tối hôm nay nếu được có thể thì các bạn sẽ nghe thêm phía chị Hằng, thì lúc đó bạn sẽ rộng đường dư luận hơn. Còn chuyện gì chuyện hai luật sư đại diện gặp nhau tòa án, tại vì cái này là tòa án quận 1 đã nhận rồi nha, thì gặp nhau tòa án để ra coi cái số tiền 1.000 tỷ cuối cùng nó ra bao nhiêu,
đó, cuối cùng nó ra bao nhiêu. Thì kết quả của vụ án này thì nó sẽ đi ra những hướng sau đây: một là hai bên làm việc với nhau bãi nại về không kiện nữa, còn hai ra tòa kiện thì lúc đó số 1.000 tỷ Duy Nguyễn nghĩ 99,99% là không được, không được, chắc chắn không được, mà chưa chắc là chị Hằng thua nữa, đúng không? Nếu mà chị Hằng tung ra được những cái bằng chứng thì lúc đó đó là chị giàu hơi bị mệt, hiểu chưa? Còn nếu mà chị Hằng mà tung ra những thuyết âm mưu không có cơ sở thì chị Hằng sẽ thua trước tòa, nhưng mà thua trước tòa không nghĩa là đền 1.000 tỷ, đúng không? Không có đền 1.000 tỷ, lúc đó là phải coi coi bị thiệt hại kinh tế là bao nhiêu. Thí dụ như thiệt hại kinh tế là bao nhiêu gói mì bán không được, hay là thiệt hại kinh tế là bao nhiêu chai dầu gió bán không được, hay là thiệt hại kinh tế là tinh thần giảm sút làm ảnh hưởng tới việc điều hành công ty. Mà nếu mà ảnh hưởng tới việc điều hành công ty á, thì phải có những cái tiền lệ, có những cái báo cáo tài chánh cụ thể trong những giai đoạn đó. Này tôi nằm mơ thôi nha các bạn, đừng tin tôi. Các bạn coi như tôi đang khùng nói chuyện đi nha, tôi nói rồi các bạn đừng có tin tôi. Tôi đang nằm mơ, nghe, tôi nằm mơ giấc mơ kể lại. Thí dụ như 2019 doanh thu một năm của công ty đó là được nhiêu tiền, 2020 doanh thu một năm đó là nhiêu tiền. Vì cái sự việc mà chị Hằng á tác động đến chị giàu trong khoảng thời gian một một hai ba ngày đó thì bao nhiêu tiền vậy thôi. Nếu mà điều tra ra, điều tra xác minh làm rõ mà doanh thu 2019 âm, doanh thu 2020 âm, thì cái số tiền 1.000 tỷ đó nó còn xa vời, mà không chừng nó còn bị hiệu ứng ngược lại, nó còn bị hiệu ứng ngược lại nha các bạn. Nói chung nó tài lẻ học me hết các bạn ơi, tôi nằm mơ, bà đừng tin tôi nha, nói rồi không có, đừng tin tôi đó không chính xác đâu, tôi chỉ là một thân phận thấp cổ bé họng trong xã hội thôi. Nhưng mà tại các bạn cứ tối ngày đề cập tới cái vấn đề này hoài thì Duy Nguyễn cũng có đọc báo, Duy Nguyễn cũng biết được góc nhìn, và Duy Nguyễn cũng có được cái sự việc sâu chuỗi qua này qua kia đồ. Tôi nằm mơ nha các bạn. Em đang thấy sợ, anh sợ sợ bị lôi vào drama, đúng, cuộc đời của anh Duy Nguyễn rất sợ bị lôi vào drama. Bởi vì anh Duy Nguyễn chỉ là một sinh sinh vật mà bé nhỏ trong cuộc sống này thôi, chỉ là chủ một doanh nghiệp nhỏ, đúng không, đang cố gắng làm ăn, đúng không, để tạo cho các bạn trẻ giống Duy Nguyễn có được một cái định hướng, có được một cái sự hy vọng, để từ đó mình đừng có bất mãn với đất nước, mình cố gắng mình đi làm lao động đi bằng phần nhỏ của Duy Nguyễn cũng là được. Rồi xong rồi đó, Duy Nguyễn thành công hay là Duy Nguyễn như thế nào đó thì Duy Nguyễn lo được cho nhân viên của mình, lo được cho gia đình của mình, và dư một chút Duy Nguyễn lo được cho xã hội. Chứ cuộc đời Duy Nguyễn không có muốn dính vô bất kỳ một cái drama nào cả, cái đó là quan điểm của Duy Nguyễn, nhưng không có nghĩa là Duy Nguyễn bàng quan trước thế cuộc đó. Duy Nguyễn vẫn có những cái góc nhìn, vẫn có những cái nhận định, vẫn có những cái cơn mơ của Duy Nguyễn trước những cái hiện tượng của xã hội, với mục đích là mang cái tính, thứ nhất nó khách quan cho tất cả các bên, thứ hai á là nó mang tính chất hướng thiện cho cuộc đời, và thứ ba nó hướng đến các bạn là một công dân phải tuân thủ với pháp luật đó. Chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta cũng phải nghĩ rằng cái hành động chúng ta như vậy á nó có lợi hay có hại cho cộng đồng, nó có lợi hay có hại cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Sau cái live hôm kia của cô Phương Hằng, tụi phản động bắt đầu xuyên tạc một đại gia lớn như 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 thế mà đất nước còn đòi bỏ nước ra đi thì ai dám ở Việt Nam nữa, mong anh đam. Thật sự thì không có gì đam. Khi mà chị Hằng nói câu đó thì em biết chắc chắn rằng bọn phản động nó sẽ khai thác cho cái điểm này, đúng không? Bọn phản động nó sẽ khai thác cho cái điểm này. Tại vì bây giờ ở chị Hằng á, nó tình tình hình ở chị Hằng nó khá là phức tạp và nó rối ren. Trong đó nó có chính trị, chính em, nó có phản động phản điếc đồ này nọ nữa. Phản động của nó cũng chia làm hai phe luôn bạn. Phản động chống chị Hằng, phản động binh chị Hằng. Đâu có chơi vậy đó, nên tình hình nó rất là phức tạp. Nhưng mà một ngày là chị Hằng chỉ nói như vậy thôi. Các bạn thấy chị Hằng đi chưa? Đúng không? Từ lời nói tới hành động nó còn rất là lâu và rất là xa. Đó, và trong một cái livestream á thì các bạn nhìn nhận nó phải có chút xíu trình độ trong đó đó. Chứ các bạn không hiểu quá đơn giản, đúng không? Chị Hằng nói vậy có ý đồ hết, có mục đích hết, chứ không phải đùa đâu bạn. Chứ không phải khơi khơi tự nhiên chị Hằng lôi chai Dr. Thanh là chị Hằng quảng cáo hai la liên tiếp. Nó phải có cái gì đó trong đó chị Hằng mới nói. Chị Hằng không bao giờ dành một cái khoảng thời gian quá dài để nói một vấn đề. Chị Hằng, đối với chị Hằng bây giờ chỉ cần chị Hằng buột miệng ra hai câu thôi, cái câu đó thành trend rồi. Thì chị Hằng có cần phải dành hai ba like không để chị Hằng nói về chai Dr. Thanh, mà chị Hằng nhấn mạnh chữ sình bụng nữa, đúng không? Sình bụng xẹp bụng, sình bụng xẹp bụng, sình bụng xẹp bụng, có ngu mấy mới hiểu chứ trời. Nó nói chung á là ở cái livestream chị Hằng bây giờ nó không đơn giản đâu, mấy em nghe thì mấy em phải nói chung lặng lại chút xíu đi, lặng lại chừng tiếng hai tiếng suy nghĩ bình phẩm sau chuỗi mọi vấn đề. Em có anti chị Hằng đâu, em thấy bà Hằng chửi nhiều quá nên em ghét. Ủa vậy mà không anti? Cái thằng này nó comment nè các bạn, thằng này nó là phản động nha, thằng này nó là phản động các bạn, mà nó anti chị Hằng. Coi nó comment mà thấy trình đó qua khỏi lớp 3 trường làng không các bạn, nó ghét mà nó không chịu, nó anti.
Thanh Hiếu Bùi là ai mà thấy giúp chị Hằng? Ủa thấy chị Hằng giúp với anh? Ủa chị Hằng giúp nào mày? Cái vụ mà chị Hằng giúp Thanh Hiếu Bùi tao không biết rồi nha, mà đừng có xuyên tạc chị Hằng nha. Rồi cái thứ hai là Thanh Thanh Hiếu Bùi là cũng ghê lắm. Thôi anh không dám nói đâu em. Cái này để cho ông Luli nói đi chứ anh không dám nói. Cái trình của anh chưa 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 nói được nha. Thông cảm em. Tao nói tránh voi chả xấu mặt nào nha. Bạn thông cảm đi. À, phát ngôn bậy bạ trên mạng 7,5 triệu, nếu mà không có tiền đóng thì phải làm sao nhỉ? Ai biết đâu em thử đi. Bây giờ em lên thử, em lên mạng em nói gì đó bậy bạ mà vi phạm pháp luật đó. Xong rồi em bị mời lên 7 triệu rưỡi, em nói là em không có tiền đóng như thế nào, lúc đó em án điểm luôn. Chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người cùng theo dõi luôn nha mấy em. Nói cái gì cũng phải nằm mơ chứ không là 7 triệu rưỡi nha anh. Thôi kệ, nó sống ở xã hội Việt Nam này nó có pháp luật, mà lỡ mình vi phạm pháp luật thì mình chịu thôi chứ biết sao giờ ba. Giống như chạy xe ngoài đường bị công an thổi hoài cũng là chuyện bình thường thôi. Lỗi nào thì mình xử lỗi đó. Cái vụ anh chàng bản quyền kia sao rồi anh? Đâu em thử em liên lạc có được không chứ anh liên lạc không được em. Em cố gắng liên lạc bằng mọi cách để coi, em hỏi người ta đi chứ anh đâu có biết đâu. Anh là nạn nhân mà. Hổm rày có lên cô Hằng chơi không Duy Nguyễn. Trời đất ơi, mày làm như muốn lên là lên vậy trời. Khổ mày quá, mày làm như chị Hằng là lên, muốn gặp là gặp vậy trời. Chừng nào chị Hằng mời mới đi được chứ mày. Chị Hằng không mời ai dám đi. Mà chị Hằng mời lần nào á thì chị Hằng post bài lên mạng đó, mấy em thấy rồi đó. Mấy em đừng bao giờ hỏi mấy câu giống như mấy em thân quá vậy đó trời ơi trời. Chị Hằng chỉ là tài phiệt mà. Đâu phải như bạn gái của mày đâu, mày muốn gặp giờ nào mày gặp, mày muốn lên giờ nào mày lên. Nên tụi em đừng bao giờ hỏi mấy câu đó. Hỏi mấy câu đó với ai cũng vậy thôi à. Nghe nó kỳ kỳ sao á. À, các bạn ơi, hiện nay trên Facebook á, có một cái trang tên là Di Nguyễn Official. Các bạn vô các bạn cho nó bay màu giùm mình để bạn, nó giả mạo mình đó bạn. Cái trang là tên là trang Di Nguyễn Official. Nó giả mạo mình nha các bạn. Nó lấy hình ảnh của mình nó giả mạo mình, bạn report tính năng giả mạo cho nó xóa bay luôn đi bạn ơi. Mấy này riết giờ nó bố láo quá. Nó bú farm tưởng nó bú ai cũng được hay sao, mé truyền thông gì nó vẫn bựa giả mang luôn á. Trang của nó mới được có ngàn gần ngàn lượt thích rồi. Bạn vô bạn dứt liền cái trang này cho tôi một cái. Ồ, thiệt tình nó mắc quá. Admin của BBT dứt luôn, vô cầm cái tài khoản ra Duy Nguyễn Nam trảo quốc luôn. Cho bạn vô report phát bay giùm mình nha. Kéo quân nù nù vô luôn bạn. Cho nó thấy những chiến binh sao vàng trên mặt trận online nha. Xong rồi anh cái bọn mất dạy hở ra là lập trang bú, bên Đại Nam cũng bú, có kênh đứa nhỏ mới lập mà tụi nó cũng qua bú, qua một đêm được 500k sub, hôm sau đổi tên bay liền, anh thấy mất dạy không? Siêu mất dạy luôn. Rất là mất dạy. Em lỡ report acryl rồi hả? Em lỡ report acryl rồi anh sẽ lấy cái acryl anh lóc em. Rồi cảm ơn các bạn nha. Nhớ trang Di Nguyễn Official nha ba. Có cái bản quyền picture cũng lấy nửa mẩy, mình quân tử thì chi cho em nó đại 1-2 triệu cho nó giống CEO không? Tại sao biết không? Cái bản quyền á, chữ bản nó không có g mày ơi, còn cái bản mày có g là bản đen. Bản đen á, thì theo giá thị trường, còn trên đời này á, tao nói thiệt, cái đồng tiền đáng á, 10 tỷ mình cũng chi, mà cái đồng tiền bố láo 1 xu cũng không bỏ, đó mới là CEO nha các bạn, chứ không phải CDO mà đi bố thí cho lộn người. Ở ngoài xã hội này nhiều mảng đời nó bất hạnh hơn đó, nhiều mảng đời nó khổ hơn, nên chúng ta cần phải từ thiện đúng nơi đúng chỗ nha các bạn. Đó là quan điểm sống của Duy Nguyễn nha. Vì Cường Ron chắc đang dùng chiêu khổ nhục kế để làm siêu lòng Duy đúng không? Yên tâm đi, trong trong đầu Duy không có nghĩ về hai chữ Cường Ron các bạn, cứ đúng pháp luật làm thôi chứ nghĩ ngợi gì. Cuộc đời giờ mình phải nghĩ về công ty BBT nha đó, mình phải nghĩ về công ty BBT. Các bạn tối ngày cứ vậy không mà nè. À, tao tiếc bữa không đập vô mặt mày hả, thì tao cho mày làm cơ hội lần hai nè. Có đâu mà phải hối tiếc ghê vậy, cái chuyện đập vô mặt người ta thôi mà cũng tiếc nữa. Thằng đàn ông nó tiếc cái gì? Nó chỉ tiếc là nó không giàu có để nó lo cho mẹ cha, đúng không? Nó chỉ tiếc là cuộc đời nó không cưới được một người phụ nữ đẳng cấp. Nó chỉ tiếc là nó đẻ ra một đứa con mà nó dạy không được, ví dụ mấy cái đó là mới là cái tiếc. Còn bây giờ là một cái thằng đàn ông mà đi tiếc là cái bữa đó không đập vô mặt người ta mà cũng đi tiếc nữa. Cái chữ đó không có dùng cho chữ tiếc được, đúng không? Đàn ông của mình là phải chí lớn đó, đã là người ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông, đúng không? Huống hồ gì đã là một trang nam tử trong đất nước Việt Nam thời buổi Covid như vậy, thì chúng ta phải góp sức với chính phủ, đồng lòng với nhà nước trong đại dịch Covid này, chứ không phải ngồi đây mẹ tiếc không đập vô mặt người ta đổ thằng sầm lông. Tôi nói đúng không các bạn? Đó là quan điểm của tôi nha. Tiếc không? Cái đó sao gọi là tiếc nữa? Thí dụ như cái câu này tiếc nè. Thí dụ như tiếc những tháng năm xưa, một đêm mà gọi là không trăng không sao, có hai cặp vợ chồng đúng không, yêu đương nhau say đắm này nọ kia đó, xong rồi á sau sau này á, khoảng chừng 20-30 năm á, người chồng mới tiếc rằng, à tiếc rằng trong cái đêm đó nếu mà có thêm chút xíu ghia đó, dân tộc bớt đi thằng tội đồ đồ, ok cái đó thì tiếc được, tại cái đó đó là cái chuyện lớn mình mới tiếc nha các bạn.
Nói chung ý của Dương Nguyễn ở đây á, là một thằng đàn ông á, thì phải nghĩ về chuyện lớn. Mình phải nghĩ về chuyện nó gọi là đại sự chút xíu. Và là con dân của nước Việt Nam thì phải nghĩ về tổ quốc. Đó, nghĩ về dân tộc, nghĩ về đồng bào, nghĩ về quê hương. À, một đội tuyển e-sport có tên là Bus the Sky Esports dùng hình ảnh của anh trái phép. Cảm ơn em đã thông báo cho anh cái tin này. Nhưng mà bây giờ họ dùng hình ảnh của anh một cách trái phép thì nó có hai vấn đề. Họ có bôi nhọ anh không bôi nhọ. Nếu mà họ bôi nhọ anh thì anh sẽ lên tiếng. Còn nếu mà họ chỉ sử dụng hình ảnh của anh để mà quảng cáo một gì đó để họ bán hàng mà cái sản phẩm của họ ok. Nói chung ở đây là anh chia làm hai cái trạng thái. Một là tính thiện, hai là tính ác. Nếu mà họ dùng hình ảnh của anh cho tính thiện thì ok, anh chả ý kiến cái còi gì cả. Anh cũng có đội tiền bản quyền mà anh cũng chả cần phải kêu họ gắn răng nem hay anh cũng chả cần phải gì cả. Tại vì sao? Tại vì anh là một cái cá thể trong xã hội, anh sinh ra trong cái đất nước Việt Nam này và anh làm rất là nhiều việc, việc A, việc B, việc C, việc D cho xã hội Việt Nam này. Thì những cái việc nào của anh á mà họ cảm thấy ok, tốt, đẹp thì họ lấy, họ nhân ra thì cái đó cũng là tốt, không sao cả. Nhưng mà nếu mà họ xuyên tạc anh, nếu mà họ phỉ báng anh hay là nếu mà họ là có động cơ xấu với anh thì lúc đó anh sẽ lên tiếng nha các em. Chứ anh không phải là thánh bản quyền. Đúng không? Cuộc đời của anh nói chung là ai làm tốt đẹp cho Việt Nam, anh làm tốt đẹp cho xã hội là anh ok à. Anh dễ lắm em. Anh có vậy chứ dễ dụ lắm nha. Bởi vì bị gái dụ hoài à. Nó dùng hình ảnh của anh để PR, nhưng mà nó PR là PR sản phẩm hay PR cái gì gì thôi, nó có chung nó có hại cho anh hay không? Nó phải có hại cho anh này kìa. Còn ví dụ như bia, ví dụ như giờ thôi ăn mày vô đẹp trai nhìn như Nguyễn thôi, kệ cũng được đi, thôi kệ cũng được, đúng sai để cho pháp luật xử lý, em hiểu không? Còn ngày xưa nó dùng hình ảnh của anh là nó quảng cáo thuốc lăn nách đầu tư lừa đó, tự nhiên vô hỏi vậy bạn, hỏi mình có sợ không, sợ sao không sợ mày, giờ xã hội này ai anh cũng sợ hết á, nó không, trả lời một lần và mãi mãi đúng không em, bây giờ xã hội này ai anh cũng sợ hết á, đứa nít anh cũng sợ nữa, vậy chịu chưa? Anh là hèn nhất luôn, anh là nhát nhất luôn, anh là yếu tim nhất luôn. Ủa, anh sợ hết 97 triệu dân Việt Nam cộng thêm khoảng chừng 6 7 tỷ dân thế giới nữa nghe. Ông trả lời lần đừng hỏi đó ông ơi. À, ghép mặt anh với Đường Tăng được không? Không, nói chung cho anh vô giai hiệp sĩ anh mới chịu. Đường Tăng có cả đống gái ăn được, tức thêm chứ làm gì, cho vô giai anh hoàng tử hay thái tử nào đó, phong lưu đa tình cũng được, mà miễn là phải giai thiện nha, anh không có chơi giai phản diện đâu. Đóng cửa bao lâu thì ghim di sạc nghiệp, nói chung đóng cửa bao lâu rồi sạc nghiệp nói cũng hơi khó, tại giờ có sạc nghiệp bán nhà đi ăn chắc cũng được đời. Còn bây giờ em ở chừng nào em chết đói kìa em mới quan tâm em kìa, mày vãi cái thằng nghèo đi khịa thằng giàu má, cuộc đời tao mới thấy luôn, sao em đi cà khịa hoài vậy? Em ăn ti chị Hằng biết rồi em lú hả em, đúng không? Sống trên đời tại sao em phải ăn ti một người, đúng không? Chị Hằng làm đúng làm sai, chị Hằng xấu chị Hằng đẹp gì đó thì cũng đâu ảnh hưởng tới cuộc đời của em đâu, đúng không? Em không thích chị Hằng thì thôi, còn chị Hằng làm sai thì có pháp luật ở đó mà, chỉ có thích hay không thích thôi. Ví dụ như người nào mình không thích á thì mình không chơi, mình không tiếp xúc, mình không nhắc đến, mình không nói tới. Còn người nào mình quý mến á thì mình nhắc đến trong livestream, mình nói chuyện, mình chia sẻ cảm xúc, đúng không? Mình phân tích những điều hướng thiện của họ vậy thôi.